Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa hôm nay ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai sẽ có những nội dung chính sau. Thành phố Lào Cai xảy ra mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường. Hiệu quả bước đầu thực hiện quy định 368 của tỉnh ủy ở Bắc Hà. Văn bản thu hút đầu tư xây dựng các khu cụm công nghiệp. Vì sao dịch vụ bưu chính công ích chưa thu hút được người dân? Bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa to sáng nay đã làm nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Lào Cai ngập úng. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa đến nay. Mưa to trong nhiều giờ đã làm ngập úng nhiều tuyến đường, đặc biệt là tại các xã phường phía nam của thành phố Lào Cai như Cam Đường, phường Bình Minh, Bắc Lệnh, Nam Cường, Pom Hán. Tại phường Pom Hán, nơi bị ngập nặng nhất, nước có thời điểm dâng cao đến gần 1 mét, tràn vào nhiều nhà dân gây thiệt hại. Mặc dù đã được nâng cấp cải tạo, nhưng theo nhiều người dân, do việc cải tạo chỉ là khơi thông, nạo vét, lòng cống, trong khi đó lượng nước đổ về nhiều, cộng với bùn đất không kịp tiêu thoát đã dẫn đến tình trạng ngập úng nặng. Ngập úng thì năm nào cứ mưa to là bị, là ngập hết vào nhà dân, bởi vì nhà chúng tôi ở chỗ này là cống, rãnh không có, không có đường thoát nước. Đấy, thì nước thì bao giờ cũng ngập vào nhà tôi thì thiệt hại về tài sản. Thường thường là nếu mà những trận mưa đầu mùa ấy, mà mưa mới mà mưa to thì trong vòng khoảng độ 45 phút thì bắt đầu nước không còn nhìn thấy mặt đường nữa và nước bắt đầu mấp mé vỉa hè. Những cái lúc này thì mà xe máy và ô tô đi qua thì nước sẽ tràn hết vào nhà. Gia đình thì chỉ có dùng biện pháp tức là hạ cửa xuống chắn và dùng các vỏ chăn màn di đô để chặn nước chống vào nhà, thế thôi. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, lượng mưa tại các địa phương phổ biến như sau: xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn 31,6 mm, xã Tả Văn, thị xã Sapa là 35 mm. Riêng tại thành phố Lào Cai, một số nơi có mưa to cục bộ lên tới 73,4 mm. Thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng còn tích cực phát huy vai trò trong phát triển đảng viên nữ trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng hiện có 186 chi hội với gần 17.000 hội viên. Căn cứ kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm của cấp ủy các cấp, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã chú trọng làm tốt vai trò tham mưu, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp đỡ hội viên phụ nữ có ý thức rèn luyện, xây dựng động cơ phấn đấu vào đảng cũng luôn được các cấp hội quan tâm. Trong quý 1 năm 2022, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã giới thiệu cho cấp ủy 29 hội viên để cử đi học lớp nhận thức về đảng. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới ban hành và triển khai được khoảng 4 tháng, vậy nhưng những nét đổi mới trong quy định 368 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của tỉnh ủy Lào Cai đã giúp việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở nên sâu rộng, thiết thực hơn và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Bắc Hà. Còn chưa mạnh dạn trong tự phê bình và phê bình. Đây là một trong những hạn chế mà chị Trần Thị Ngọc Phượng ở cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Bắc Hà được cấp ủy chỉ ra khi đánh giá kết quả công tác và tinh thần học bác cuối năm 2021. Thay vì đăng ký nêu gương nhiều nội dung như mọi năm, chị đã chọn hạn chế này để phấn đấu khắc phục. Tôi cam kết trách nhiệm nêu gương về cái quá trình thực hiện khắc phục những cái khuyết điểm năm 2021 đã được chỉ ra, đó là phê bình và tự phê bình cần được nâng lên. Trong năm sẽ thực hiện. Sau khi thực hiện xong thì bản thân sẽ viết báo cáo để chi bộ xem xét đánh giá, không chung chung như thời gian trước đây. Cái quy định 368 ấy, thì cái khâu đánh giá nó thiết thực hơn, là vì này, trong quá trình học tập ấy, thì nó phải đòi hỏi là kéo dài thời gian 6 tháng một năm. Chứ khác với trước đây là hàng tháng đánh giá thì trong cái khoảng thời gian ngắn ấy, thì chưa kịp coi như là triển khai, thì coi như thế nên là cái khâu đánh giá là nó không được xác thực. Tinh thần học bác đã giúp đội ngũ cán bộ công chức ở xã Bản Phố cũng như nhiều địa phương khác của Bắc Hà thêm tận tụy, gần dân hơn. Tất cả đều lấy tiến độ hiệu quả để làm thước đo mức độ hoàn thành công việc, đồng thời lan tỏa tinh thần ấy tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sau khi có cái 368 này thì đảng viên, cán bộ đảng viên nhận thức rất là sâu sắc, cụ thể hơn, chi tiết hơn và nó hiệu quả hơn. Từ cái ra đường mà thấy cái vũng nước mà chúng tôi thấy nó không thoát thì nhân dân cũng tự giác là làm dọn sửa để cho nước nó thông. Từ cái việc nhỏ đấy thì nó đến cái việc lớn.
Ngay khi quy định 368 của tỉnh ủy được ban hành, huyện Bắc Hà đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi người bởi tính mới, tính cụ thể và thiết thực của quy định. Thực hiện theo 368 thì cái đăng ký nêu gương đi vào hai mục hết sức cụ thể. Đó là một cái chung, cái thứ hai là tập trung vào cái khắc phục những cái khuyết điểm, những cái tồn tại mà có cái kỳ kiểm điểm của cái cấp ủy hoặc là cái tổ chức cấp trên chỉ ra trong kỳ kiểm điểm gần nhất để tập trung khắc phục. Và đấy là cái hết sức quan trọng cho cái việc học Bác nó chuyển biến bằng cái việc làm cụ thể thiết thực. Sau khoảng 4 tháng triển khai quy định 368, Ban tuyên giáo huyện ủy Bắc Hà đã nhận được danh sách trên 100 gương điển hình tiêu biểu đề nghị ghi danh về học tập và làm theo Bác. Đây cũng chính là những hạt nhân tạo sức lan tỏa về tinh thần học Bác ở địa phương. Để khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế diện tích đất tự nhiên, huyện Văn Bàn sẽ ưu tiên cho đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Trong định hướng phát triển, huyện sẽ tập trung thu hút đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm. Cụm công nghiệp Khánh Yên Tượng có diện tích 5,17 ha, do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Dự án hiện đã cơ bản hoàn thành một số hạ tầng kỹ thuật cơ bản thiết yếu như đường trục chính, cấp nước, điện và đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao cho huyện Văn Bàn thu hút đầu tư. Thì huyện cũng đã lên các danh mục kêu gọi thu hút đầu tư, khuyến khích để di chuyển các cái dự án và có hiện nay đang sản xuất trong cái khu dân cư để vào đầu tư cho trong các cái khu cụm công nghiệp để cho nó đảm bảo về trong công tác quản lý cũng như đảm bảo về công tác về môi trường. Là địa phương có diện tích đất tự nhiên lớn, nằm trong nhóm đầu của tỉnh với trên 142.000 ha. Văn Bàn tập trung làm tốt khâu quy hoạch, phát triển đô thị và nhất là tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư. Ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ, các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, phát triển chế biến nông lâm nghiệp và dược liệu để gia tăng giá trị sản lượng. Tới nay đã thu hút được trên 70 dự án đầu tư với tổng số vốn trên 10.500 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất quế hữu cơ Lào Cai. Và dự kiến của nhà máy thì sẽ tiến hành sản xuất ra các sản phẩm từ quế vỏ. Song song với đó thì chúng tôi sẽ áp dụng những cái máy móc khoa học công nghệ để có thể sản xuất ra các sản phẩm tinh dầu. Và toàn bộ những sản phẩm mà sản xuất ra từ nhà máy này thì sẽ đạt được tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế. Tức là những cái tiêu chuẩn mà cao nhất của thế giới bây giờ để có thể đáp ứng được những cái thị trường cao cấp và khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Đón đầu xu thế phát triển và kết nối giao thông, khu công nghiệp Võ Lao với quy mô xây dựng 714 ha. Trong đó quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 là 200 ha đang được triển khai các bước theo quy định, làm cơ sở để địa phương kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược. Ủy Văn Bàn cũng đã hết sức tích cực và chủ động trong cái việc mà kêu gọi các nhà đầu tư đến với Văn Bàn bằng các cái kênh thông tin qua truyền thông, rồi trực tiếp gặp đối thoại và tổ chức các cái buổi gặp mặt để đảm bảo cho cái việc doanh nghiệp hiểu về Văn Bàn và nắm bắt được cái tình hình của Văn Bàn cũng như là các cái tiềm năng lợi thế của Văn Bàn để tiến hành đầu tư vào Văn Bàn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ 21 xác định giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện là 6.589 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp Khánh Yên Thượng và khu công nghiệp Võ Lao được huyện Văn Bàn xác định có ý nghĩa chiến lược trong thực hiện mục tiêu đề ra. Tiếp theo là những thông tin thị trường. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại gạo ngon. ST25 có giá 25.000 đồng một cân. ST21 giá 22.000 đồng một cân. Gạo Sén Củ Mường Khương 30.000 đồng một cân. Bắc Thơm Bát Sát 16.000 đồng một cân. Gạo Tám Điện Biên 17.000 đồng một cân. Gạo Trà Chéo Bắc Hà 20.000 đồng một cân. Nhìn chung giá các loại gạo vẫn giữ ổn định. Thủy sản tại thị trường trong tỉnh khá phong phú về chủng loại, giá cũng cơ bản ổn định. Cụ thể, cá rô phi từ 1 đến 1 cân rưỡi một con có giá từ 40 đến 45 ngàn đồng một kg. Cá chép từ 1,5 đến 2 kg một con có giá 45 đến 50 ngàn đồng một kg. Cá chấm đen 120 đến 140 ngàn đồng một kg. Cá hồi
200-220.000 đồng một kg, cá tầm dao động từ 170-190.000 đồng một kg. Trứng gia cầm là thực phẩm bổ dưỡng, dễ chế biến với nhiều món ăn nên được nhiều người nội trợ lựa chọn. Giá trứng vịt lộn khoảng 38.000 đồng một chục, trứng vịt và trứng gà vỏ trắng 30.000 đồng một chục, trứng gà vỏ đỏ 28.000 đồng một chục, trứng cút 7.000 đồng một chục. Triển khai các mục tiêu để phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2021-2025, huyện Simacai sẽ dành 1 tỷ 124 triệu đồng cho công tác đào tạo, tập huấn sản xuất nông nghiệp. Trong lĩnh vực trồng trọt, mỗi năm huyện sẽ mở 30 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả ôn đới, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản dược liệu cho nhân dân. Tổng số lớp tập huấn cả giai đoạn là 120 lớp với 2.400 lượt người tham gia. Trong lĩnh vực chăn nuôi sẽ tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi lợn cho cán bộ thú y cơ sở, các hộ chăn nuôi cho gần 3.000 lượt người. Trong đó tập huấn cán bộ thú y cơ sở làm công tác thú y, phòng và trị bệnh cho đàn vật nuôi 1 năm 1 lần tại 10 xã trên địa bàn. Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi về kỹ thuật chăn nuôi thú y cho 2.700 lượt học viên. Từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ Nông dân đã giải quyết cho 515 hộ hội viên vay vốn với trên 29 tỷ đồng để đầu tư 44 dự án sản xuất. Nhiều dự án phát huy hiệu quả và được nhân rộng như nuôi gà thả đồi tại huyện Bảo Thắng, nuôi vịt bầu tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên. Qua thực tế cho thấy, nguồn quỹ này dễ tiếp cận, lãi suất thấp, chỉ 0,7% một tháng, thủ tục đơn giản, hội viên không bắt buộc phải có tài sản thế chấp. Trước khi giải ngân dự án, Hội Nông dân các cấp đã thẩm định kỹ về tính khả thi của dự án, lựa chọn những hộ đủ nhân lực, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, cam kết dùng vốn đúng mục đích và trả phí, vốn vay đúng thời hạn. Vì thế, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục rà soát số hộ, hội viên cần được vay vốn, giúp đỡ xây dựng các dự án mới, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp hội viên vươn lên làm giàu. Những năm qua, công tác đào tạo nghề của huyện Bát Sát đã được đẩy mạnh. Toàn huyện có trên 24.000 lao động được qua đào tạo, đạt tỷ lệ 54,46% tổng số lao động của huyện. Các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm được đẩy mạnh. Công tác thông tin tuyên truyền được cập nhật thường xuyên liên tục, tạo cơ hội cho người lao động tìm được việc làm. Qua đó đã tạo việc làm mới cho 1.500 lao động. Chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo cho người lao động được nâng cao. Trong năm nay, Bát Sát phấn đấu đào tạo mới, bồi dưỡng lại cho 2.215 lao động, đảm bảo 100% người lao động qua đào tạo, được tư vấn giới thiệu việc làm, trên 80% lao động có việc làm. Thưa quý vị và các bạn, quy trình vận hành an toàn hồ chứa thủy điện có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống lụt bão. Đặc biệt, trên cùng một lưu vực sông suối có nhiều nhà máy thủy điện, nếu không có sự phối hợp tốt, rất dễ dẫn đến những thảm họa thiên tai. Tại Lào Cai, vấn đề này đang được các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, theo dõi nhằm hạn chế tác động tiêu cực do xả lũ. Trên sông chảy đoạn qua địa phận Lào Cai hiện có 6 nhà máy thủy điện đã đi vào vận hành. Nằm phía thượng nguồn, thủy điện Bắc Hà với công suất 91 MW là thủy điện lớn nhất và có tác động rất lớn đến việc điều tiết lượng nước trên lưu vực. Quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa giữa các nhà máy trên sông chảy đang được giao cho đơn vị này xây dựng. Theo đó, các nhà máy sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin về thời gian xả, lưu lượng xả để điều tiết lượng nước, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra cho vùng hạ du. Thì năm nay thì lại phải có cái hệ thống thông báo để cho cái vùng hạ du, các cái đơn vị phát điện bên dưới biết để không chủ quan khi mà lũ về. Tại vì cái năm trước không có thì năm sau ta phải cảnh giác hơn. Điều quan trọng là người dân cũng phải nâng cao cái cảnh giác. Đồng thời các thủy điện bậc thang bên dưới cũng liên tục phải có cái phối hợp trao đổi thông tin về thủy văn cho các địa phương. Trên sông chảy, một số dự án thủy điện mới vẫn đang triển khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngập lụt cho người dân sống ven bờ sông. Như là vài năm gần đây, trên lòng sông này không xuất hiện mưa lớn nên người dân có phần chủ quan trong canh tác và sinh hoạt. Người dân sống ven bờ sẽ có cái chủ quan và họ tiến hành trồng trọt sát với mép nước. Thì cái này đều đòi hỏi các cái bậc thang thủy điện, các hồ chứa ấy, là phải kiểm tra trước mùa mưa lũ và cảnh báo cho tất cả hộ dân thu hồi tài sản và hoa màu của mình trước mùa mưa lũ. Thì đảm bảo làm được như thế thì sẽ không có cái bất ngờ về các thiên tai. Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có tới 55 dự án thủy điện có hồ chứa nước.
Ở mỗi một lưu vực, ngành công thương đã giao cho một nhà máy giữ vai trò xây dựng quy chế phối hợp vận hành của các nhà máy thủy điện. Nhiều năm theo dõi thì cho đến thời điểm này, ngành công thương tôi đánh giá là có thể nói là các nhà đầu tư đang phối hợp rất tốt với nhau trong cái việc thực hiện quy chế phối hợp trong quá trình vận hành hồ chứa trên cùng một lưu vực, thì đảm bảo mục tiêu cuối cùng là bảo an toàn cho hạ du. Trên lưu vực nó xuất hiện thêm những cái dự án mới mà cũng vận hành ở trên lưu vực đó, nhưng cái việc cập nhật vào cái quy chế phối hợp chung ấy đôi khi là cũng bị chậm. Đấy, thế rồi đôi khi là trong quá trình mà triển khai thực hiện quy chế, đôi khi cái thông tin với nhau đôi lúc cũng không kịp thời. Trước mùa mưa lũ, tỉnh Lào Cai đã thành lập những đoàn kiểm tra các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh về công tác đảm bảo an toàn hồ đập. Qua đó, những sai phạm về quy trình, phương án xả lũ hay việc tự ý nâng cao trình đập sẽ được chỉ rõ để chủ đầu tư kịp thời điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Trong phần tiếp theo của chương trình, dịch vụ bưu chính công ích chưa thu hút được người dân. Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật khoảnh khắc SEA Games 31. Hàng loạt doanh nghiệp lo đứt nguồn cung nguyên liệu. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành quyết định số 11 năm 2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng vay vốn là cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Điều kiện vay vốn được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 ít nhất là 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn. Có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được Ngân hàng Chính sách Xã hội thẩm định. Khách hàng không có nợ xấu trước thời điểm ngày 23 tháng 1 năm 2020. Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng trên một cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục. Tối đa 200 triệu đồng trên một trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Lãi suất 3,3% một năm. Nguồn vốn cho vay theo quyết định này tối đa 1.400 tỷ đồng. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay, tùy theo điều kiện nào đến trước. Thưa quý vị và các bạn, dịch vụ bưu chính công ích mang lại nhiều tiện ích cho người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ này tại khu vực các xã chỉ đạt dưới 3%. Vậy vì sao dịch vụ bưu chính công ích chưa thu hút được người dân? Sau đây là phản ánh của phóng viên tại một số xã phường trên địa bàn thành phố Lào Cai. Hôm nay, chị Ngô Ngọc Anh đến Ủy ban Nhân dân phường Xuân Tăng làm thủ tục chứng thực sổ bảo hiểm xã hội. Nhà chỉ cách Ủy ban Nhân dân phường hơn 1 km là lý do chị Ngọc Anh chọn việc nhận kết quả ngay tại bộ phận một cửa, thay vì cho việc nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Nếu mà gửi qua bưu điện thì nó mất một khoản phí tương đối là nhiều đối với người dân của em, trên trực tiếp trụ sở để làm để nhận kết quả nhanh hơn ạ. Còn nhận kết quả qua bưu điện thì em thấy nó chờ đợi mất thời gian lâu hơn ạ. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Xuân Tăng, quý 1 năm 2022, tổng số 641 hồ sơ đã được trả kết quả, thì chỉ có 13 hồ sơ đăng ký trả qua dịch vụ bưu chính công ích. 13 hồ sơ này chủ yếu là các thủ tục có địa chỉ trả kết quả ngoài tỉnh. Thậm chí từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 8 năm 2021, khoảng thời gian thí điểm hỗ trợ 100% cước phí sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, thì tỷ lệ trả kết quả qua dịch vụ này cũng chỉ đạt 27%. Điều này cho thấy người dân vẫn chưa mặn mà với dịch vụ bưu chính công ích. Cái thời gian giải quyết thủ tục hành chính thì rất nhanh, nhưng mà để trả qua bưu chính công ích thì cái thời gian nó mất quá lâu. Chính vì vậy nên là cái người dân người ta không mặn mà phải sử dụng cái dịch vụ bưu chính công ích. Cái dịch vụ bưu chính công ích này thì theo tôi thì nên triển khai ở cái một số lĩnh vực của cấp tỉnh và cấp thành phố. Còn về xã phường thì nó rất khó khăn. Còn tại xã Cam Đường,
tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũng rất thấp. Trong quý 1 năm nay, chỉ có 4 hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ này. Thế cho nên là các bà người dân ở đây thì trong địa phương thì các bà thấy phù hợp nhất là các bà làm một cửa và trả luôn một cửa. Thế hẹn các bà ngày nào ra các bà lấy mà không mất cước phí. Trong thời gian qua đối với địa bàn Cam Đường thì cái việc mà trả hồ sơ theo cái dịch vụ công ích thì có, tuy nhiên rất là ít. Và nếu như tính hàng năm thì có lẽ cái số lượng này thì không đảm bảo theo đúng cái kế hoạch mà xã đã đề ra. Không riêng thành phố Lào Cai, việc người dân chưa mặn mà với dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích đang là thực trạng chung tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không chỉ mất thời gian chi phí đi lại, mà thực tế này cũng sẽ kéo giảm một số tiêu chí đánh giá kết quả cải cách hành chính tại địa phương. Trong các chương trình thời sự tiếp theo trên sóng truyền hình Lào Cai, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Trên địa bàn tỉnh có hàng chục công ty doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp hóa chất. Đây là lĩnh vực lao động nặng nhọc, độc hại. Nhiều giải pháp tích cực đã được triển khai từng bước cải thiện môi trường làm việc của công nhân. Điều động luân chuyển chính là một trong những giải pháp đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Thị ủy Sapa đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp trong triển khai thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam sẽ tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật khoảnh khắc SEA Games 31 dành cho các nhà hoạt động nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên cả nước. Đây là hoạt động nhằm đồng hành cùng các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, tôn vinh những người thành công trong các lĩnh vực, cũng như ghi lại và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong thi đấu, luyện tập, hoạt động liên quan đến sự kiện và những hình ảnh đẹp của cầu động viên. Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, ảnh màu hoặc đen trắng, ảnh đơn hoặc ảnh bộ, phải chụp về các hoạt động thuộc sự kiện SEA Games 31. Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 20 tác phẩm. Ảnh dự thi gửi trực tiếp tại website www.khoanhkhacseagames31.com từ nay đến hết ngày 10 tháng 6. Ban tổ chức sẽ công bố ảnh đoạt giải và triển lãm vào ngày 22 tháng 6. Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may, da giày, điện tử, nhựa vốn phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng bị tác động mạnh từ chính sách Zero Covid-19 của nước này. Công ty này nhập nguyên phụ liệu, phần lớn là Trung Quốc. Giờ hàng nhập về chậm khiến cho các đơn hàng dệt may xuất khẩu cho tháng 7, tháng 8 đều bị chậm so với kế hoạch. Các doanh nghiệp của chúng tôi thì đang nhập khẩu tới 65% nguyên phụ liệu tại Trung Quốc. Và cái cảng lớn nhất đó là cái cảng Thượng Hải. Thường thường ấy, Thượng Hải mới về Hải Phòng thì chỉ mất 7 ngày thôi. Nhưng hiện nay, theo cái tình hình hiện nay thì họ đang phong tỏa. Cho nên thậm chí nó chậm tới 30 ngày. Cho nên chính cái đó là cái mà để cho rất nhiều đơn hàng bị chậm lại và ảnh hưởng trực tiếp đến cái vấn đề hàng nhập khẩu của chúng tôi. Cho nên có nhiều đơn hàng là chúng tôi đang phải chờ. Nhiều doanh nghiệp đã tính đến tìm nguồn hàng khác để mua, nhưng đơn giá đầu vào lại cao hơn so với giá nguyên liệu mua từ Trung Quốc rất nhiều. Về lâu dài, việc tự chủ nguyên liệu cho một số ngành hàng xuất khẩu lớn vẫn là cấp thiết. Chúng tôi cũng khuyến cáo doanh nghiệp là bây giờ chủ động những cái nguyên liệu nào, các loại sợi và loại vải nào phù hợp ở Việt Nam thì chúng ta cố gắng là tìm kiếm cái cơ hội để chuẩn bị cho cái thay thế cho trung hạn và cho dài hạn, chưa phải là ngắn hạn thì không thể. Và tiếp tục tìm kiếm một cái thị trường tiếp theo nữa, cái thị trường bên ngoài Trung Quốc. Tình trạng kẹt tàu ở các cảng biển Trung Quốc vẫn phức tạp. Để thích ứng với tình hình này, trước mắt nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng hoặc kết hợp nhiều hình thức vận chuyển. Cùng với đó, một số doanh nghiệp đã đa dạng hóa nguồn nguyên liệu từ các thị trường khác. Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 4, lượng khách quốc tế sử dụng các hãng hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, lên tới gần 215%, tương đương gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tiếp đà hồi phục từ thị trường quốc tế, nhiều hãng hàng không nắm bắt thời cơ, tăng tần suất bay và khôi phục nhiều thị trường quốc tế. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ tăng tần suất bay trên 8 đường bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 15 tháng 5 và khôi phục lại 3 đường bay đến Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 6 nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách đang phục hồi sau đại dịch. Trong khi Vietjet Air cũng đang tích cực nối lại các chuyến bay quốc tế.
theo sẽ là những tin tức quốc tế. Quốc hội Nhật Bản đã chính thức thông qua dự thảo luật thúc đẩy an ninh kinh tế do chính phủ đệ trình. Luật thúc đẩy an ninh kinh tế của Nhật Bản bao gồm 4 trụ cột là tăng cường các chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung chất bán dẫn và các hàng hóa chiến lược khác, tạo điều kiện cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI và các công nghệ tiên tiến khác, đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng và ngăn chặn sự rò rỉ các công nghệ nhạy cảm. Cụ thể, theo luật này, các mặt hàng như chip, dược phẩm và kim loại hiếm sẽ được xác định là các mặt hàng cực kỳ quan trọng, đòi hỏi có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính để các nhà cung ứng trong nước có được nguồn cung ổn định. Đáng chú ý, Nhật Bản sẽ phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 1 triệu yên đối với những người làm rò rỉ thông tin về các bằng sáng chế tối mật. Mới đây, chuyên gia của Viện các vấn đề quốc tế Singapore nhấn mạnh các khoản đầu tư và trao đổi thương mại của Hoa Kỳ với các nước Đông Nam Á sẽ là hướng đi tích cực, mang lại lợi ích to lớn cho hợp tác kinh tế song phương. Singapore cho biết, nhiều nước Đông Nam Á hy vọng hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ sẽ đạt được nhiều cam kết đầu tư của Hoa Kỳ, vốn có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Tại hội nghị lần này, hai bên sẽ đưa ra tuyên bố tầm nhìn chung, nhấn mạnh các cam kết và nguyện vọng nhằm tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-Hoa Kỳ vì lợi ích của hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng chung cho tất cả người dân. Hội nghị sắp tới sẽ đánh dấu kỷ niệm 45 năm đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ và là hội nghị cấp cao đặc biệt thứ hai do Tổng thống nước chủ nhà chủ trì tại Hoa Kỳ, sau khi cựu Tổng thống Barack Obama tiếp đón các nhà lãnh đạo ASEAN tại bang California hồi tháng 2 năm 2016. Anh tuyên bố phản đối các đề xuất của Liên minh châu Âu EU và sẽ không ngần ngại hành động nhằm giải quyết căng thẳng thương mại hậu Brexit tại Bắc Ireland. Bộ Ngoại giao Anh cho hay, các đề xuất của EU về việc xem xét lại các điểm kiểm soát hàng hóa di chuyển giữa Anh và Bắc Ireland không giúp giải quyết vấn đề cốt lõi và trong một số trường hợp có thể gây chậm trễ. London khẳng định, cách giải quyết không thể là áp đặt thêm nhiều điểm kiểm soát và thêm nhiều giấy tờ văn bản gây tắc nghẽn thương mại. Anh nhấn mạnh, ưu tiên của nước này luôn là một giải pháp qua đàm phán, nhưng không ngần ngại hành động nhằm ổn định tình hình tại Bắc Ireland nếu như không tìm ra giải pháp. Phản ứng trước những tuyên bố trên, nhà đàm phán của EU khẳng định hiệp ước quốc tế không phải là thứ có thể thương lượng lại. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã kêu gọi hiện đại hóa hệ thống thanh toán quốc tế toàn cầu thông qua các nền tảng kỹ thuật số, cho rằng điều này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ nền kinh tế thế giới bị phân rẽ. IMF cảnh báo hệ thống thanh toán quốc tế cho phép luân chuyển vốn giữa các quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức lớn. Đầu tiên là chi phí giao dịch quá cao. Người nhập cư sẽ phải trả mức phí trung bình khoảng 6,3% để chuyển kiều hối về nước cho gia đình. Điều đó có nghĩa là khoảng 45 tỷ đô la Mỹ mỗi năm sẽ vào tay các bên trung gian, thay vì đến người nhận là hàng triệu hộ gia đình có thu nhập thấp. Một vấn đề khác là sự thiếu thống nhất giữa các quốc gia trong thanh toán quốc tế. Một nghiên cứu của IMF cho thấy tiền điện tử có thể sẽ phá vỡ các biện pháp quản lý dòng vốn, ảnh hưởng tới sự ổn định của nền kinh tế mỗi nước, cũng như hệ thống kinh tế toàn cầu. Đây là lý do cần có một quy định mang tính toàn diện, áp dụng trên toàn cầu trong lĩnh vực này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo số ca mắc COVID-19 gia tăng liên quan tới sự xuất hiện các biến thể phụ của Omicron. Điều này đe dọa nhiều nhất đến những nước có tỷ lệ tiêm vaccine thấp. Theo WHO, biến thể phụ BA2 của Omicron đang phổ biến trên thế giới và số ca mắc COVID-19 đang gia tăng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Trong đó, các biến thể phụ BA4 và BA5 của Omicron cũng đẩy số ca mắc tại Nam Phi tăng cao. Đến nay, tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 trên thế giới thấp hơn so với các giai đoạn trước nhờ khả năng miễn dịch của dân số khá cao sau khi được tiêm vaccine hoặc đã mắc COVID-19. Tuy nhiên, WHO lưu ý điều này không được đảm bảo ở những nơi có tỷ lệ tiêm vaccine thấp. Tổng giám đốc WHO khẳng định, ngoài giảm tỷ lệ tử vong và bảo vệ hệ thống y tế, việc tiêm vaccine còn có khả năng giảm hội chứng kéo dài của COVID-19. Giới chức y tế Indonesia đã công bố ca tử vong thứ 5 và một ca khác nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em.
Theo cơ quan y tế thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, bệnh nhi bị tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện Saint Elizabeth do các triệu chứng nghiêm trọng. Trước đó, bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng buồn nôn, nôn, sốt, vàng mắt và mất ý thức. Cơ quan này đã gửi mẫu bệnh phẩm đến khoa y Đại học Indonesia để xét nghiệm. Cũng tại thành phố này, một bé sơ sinh 8 tháng tuổi khác hiện cũng đang được điều trị tích cực với các triệu chứng tương tự. Hôm ngày 8 tháng 5, Bộ Y tế Indonesia cho biết đang điều tra 4 ca tử vong, bị cho là liên quan đến bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Đến nay, Indonesia đã xác nhận có 15 bệnh nhi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo đã xác định gần 350 ca nghi mắc viêm gan bí ẩn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Những thông tin thời sự quốc tế đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.